cách để giúp tối ưu trải nghiệm chơi game tốt nhất mà những bạn quan tâm về gaming gear sẽ cực kỳ cần thiết, đó chính là việc chọn chuột gaming như thế nào. Và video này mình sẽ đưa đến cho các bạn những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn chuột gaming sao cho tốt nhất, tối ưu nhất. Đầu tiên là về yếu tố bên ngoài. Hầu như các bạn đều có xu hướng chọn chuột theo form dáng cầm nào thoải mái nhất đúng không nào? Mình cũng hoàn toàn đồng ý với điều này. Thông thường thì chúng ta có 3 form cầm phổ biến, đó chính là palm grip, claw grip và fingertip grip. Palm grip thì là kiểu cầm phổ biến với tất cả mọi người rồi. Claw grip thì là kiểu cầm quốc dân mà mọi game thủ chuyên dùng. Fingertip grip thì sẽ hơi khó cầm, phù hợp với những bạn có bàn tay to hoặc là bị ra mồ hôi tay. Các bạn có thể lên trên website để xem đặc điểm kiểu dáng của các loại chuột để lựa chọn. Mà cách tốt nhất thì mình nghĩ các bạn nên ra shop để cầm nắm trải nghiệm trực tiếp để xem kiểu chuột nào phù hợp với bản thân nhất nhá. Tiếp theo là về yếu tố cân nặng. Chắc là cũng nhiều bạn biết rồi, chuột mà có trọng lượng càng nhẹ thì cảm giác di chuột thích hơn, chơi game phản xạ nhanh hơn. Tuy nhiên sẽ có những bạn khi mà chơi game FPS ấy, sẽ thích cầm những chiếc chuột đầm nặng vì chất lượng build của nó chắc chắn. Nhưng mà mình nghĩ ấy, trọng lượng nặng lắm cũng chỉ nên rơi vào khoảng 85-110g là ok nhất. Bởi vì khi mà các bạn chơi game mà phải di một con chuột nặng, sẽ phải di chuột nhiều này, vẩy tâm nhiều, sẽ khiến cổ tay của chúng ta bị mỏi, lâu dài chắc chắn gây tổn thương đến các khớp tay đấy nha. Yếu tố tiếp theo là về mắt đọc của chuột. Yếu tố này cũng rất là quan trọng. Một cách nhanh nhất để các bạn phân biệt được một con chuột có mắt đọc tốt hay không ấy, đó chính là khi mà chúng ta di chuột xong nhấc lên mà chuột vẫn đứng im thì nó có mắt đọc tốt. Còn nếu nhấc lên mà nó vẫn di chuyển trên màn hình thì nó có mắt đọc không tốt, sẽ gây sai sót khi đang trong trận nhé. Tiếp theo là về yếu tố switch chuột. Điều này cũng tùy thuộc vào các tựa game mà các bạn đang chơi là tựa game nào. Ví dụ như mà các bạn đang chơi các tựa game như là Liên Minh, Game MOBA thì chúng ta nên lựa chọn những dòng chuột có lực nhấn nhẹ để thao tác nhanh hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Còn nếu mà các bạn đang chơi các tựa game FPS này, game CS2, PUBG thì chúng ta nên lựa chọn những chuột có lực nhấn nặng hơn một xíu, chứ lỡ mà nhẹ quá thì lại bắn đầm mất đúng không nào? Về chỉ số boring rate của chuột, theo như mình đã trải nghiệm một vài dòng chuột khác nhau thì mình thấy là chỉ số boring rate khoảng 1000 Hz là chơi game đã rất là mượt mà rồi. Còn nếu các bạn có điều kiện hơn thì chúng ta có thể dùng chuột có boring rate cao hơn. Mà đa phần những chuột gaming hiện nay thì đều có thể điều chỉnh được chỉ số boring rate này cho phù hợp với các tựa game của từng người rồi. Cuối cùng là về fit chuột. Thông thường thì sẽ có hai loại là fit PTFE và fit thủy tinh. Đa số mọi người bây giờ đều dùng fit PTFE vì ít mòn, chi phí cũng rẻ. Fit thủy tinh thì chi phí cao hơn, nhưng mà những anh em game thủ mà muốn dùng bền lâu dài thì chúng ta có thể đầu tư vào fit thủy tinh cũng rất là xứng đáng đấy nha. Bên cạnh đó thì mình nghĩ là các bạn nên chọn fit nhỏ vừa đủ thôi, để mà khi thay fit sẽ dễ dàng hơn. Chứ nếu fit to quá lại gây ra ma sát nhiều, làm giảm tốc độ flick chuột đối với những anh em chơi game FPS. Và đó là tất cả những điều mình biết khi chọn chuột gaming, để mong muốn đưa đến cho các bạn những sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất. Bởi vì đó cũng là công cụ giúp cho các bạn chơi game tốt hơn. Và nếu các bạn thấy thiếu sót thêm yếu tố nào thì hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hacom.